thu hút FDI cả năm nay có thể ở mức 39 đến 40 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin được người phát ngôn của Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố. Tổng vốn FDI đăng ký 6 tháng đạt gần 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% so cùng kỳ. Trong đó FDI đăng ký mới đạt hơn 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 46,9%. Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 10,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2%. Nhiều dự án FDI lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, năng lượng được đầu tư mới và mở rộng tăng vốn. Qua khảo sát của Bộ Kế hoạch Đầu tư, niềm tin của nhà đầu tư FDI vẫn đang rất tích cực, thể hiện mong muốn tiếp tục đầu tư vào nước ta. Do vậy, có thể kỳ vọng thu hút FDI cả năm nay có thể đạt ở mức 39-40 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều tổ chức tài chính quốc tế đưa ra đánh giá lạc quan về khả năng thu hút FDI của Việt Nam nhờ vào 3 yếu tố. Thứ nhất, chiến lược đa dạng hóa cung ứng đầu tư. Thứ hai, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có nhiều triển vọng tác động tích cực đến chiến lược đầu tư của các nhà đầu tư. Thứ ba, yếu tố nền tảng tốt.